Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: Ban an toàn giao thông tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2020; nâng cao ý thức người dân trong việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Thưa quý vị và các bạn, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban An toàn giao thông tỉnh đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2020 tại các huyện Thạch Thành, Mường Lát, Quan Hóa, Như Thanh, Nga Sơn, Hậu Lộc và thành phố Thanh Hóa. Tại các địa phương, đoàn kiểm tra của Ban An toàn giao thông đến kiểm tra, về cơ bản thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn tình trạng chưa có giấy phép mở bến thủy nội địa nhưng vẫn hoạt động bơm hút cát các thuyền gia dụng hoạt động trên các lòng hồ thủy điện không đảm bảo an toàn kỹ thuật có chiều hướng gia tăng. Một số địa phương chưa tăng cường kiểm tra người điều khiển phải có chứng chỉ chuyên môn, chưa trang bị áo phao dụng cụ nổi cho người đi đò. Từ những tồn tại nêu trên, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban An toàn giao thông tỉnh đã yêu cầu các địa phương khắc phục tồn tại đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão năm 2020. Trên tuyến đường xếp thành phố Thanh Hóa thường xuyên xuất hiện tình trạng xe ô tô chở đất đá, vật liệu xây dựng, bùn đất làm rơi vãi xuống đường, gây ô nhiễm môi trường, tiêu mẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Dọc trên tuyến đường, từ điểm giao cắt với ngã tư Phú Sơn kéo dài đến khu đô thị Núi Lâm, đất đá vương vãi rất nhiều. Có vị trí đất đá rơi vãi lên đến cả mét khối. Vì vậy, các xe ô tô phải đi né vào phần đường của xe máy và xe thô sơ, khiến giao thông trên tuyến đường khá lộn xộn đề nghị lực lượng chức năng của thành phố Thanh Hóa cần sớm điều tra xử lý xe ô tô để đất đá rơi vãi xuống đường theo quy định pháp luật, tránh ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông trên tuyến. Sáng nay, ngày 24 tháng 8, tại vòng xuyến đoạn giao cắt đại lộ Nguyễn Hoàng với đại lộ Nam Sông Mã gần chân cầu Nguyệt Viên, thành phố Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn lật xe tải. Theo chia sẻ của người dân, xe ô tô tải biển kiểm soát 36C15149 khi đi đến khu vực vòng xuyến giao cắt đại lộ Nguyễn Hoàng với đại lộ Nam Sông Mã gần chân cầu Nguyệt Viên, phóng nhanh và mất lái dẫn tới lật xe. Rất may, lái xe ô tô tải chỉ bị thương nhẹ. Được biết, tại khu vực vòng xuyến này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Sau đó, lực lượng chức năng cần nghiên cứu cách thức tổ chức giao thông tại khu vực này, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành chỉ thị 19 yêu cầu từ ngày mùng 4 tháng 8 bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người. Theo đó, hiện nay tại các địa điểm công cộng, khu vực tập trung đông người, phần lớn người dân đều tự giác đeo khẩu trang trong phòng chống dịch COVID-19, ghi nhận của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ tại các địa điểm công cộng tại thành phố Thanh Hóa. Tại ga Thanh Hóa, ngay từ khu vực nhà chờ đến sân ga và trên tàu tất cả hành khách đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang. Còn tại các điểm chờ xe buýt tại khu vực nội thành thành phố Thanh Hóa, từ hành khách đi xe buýt đến những người xe ôm, lái taxi đều chấp hành quy định đeo khẩu trang. Cái việc đeo khẩu trang là cái thứ nhất là cái về cái văn hóa. Rồi, rồi, sau khi có cái dịch Covid thì nó là cái văn hóa để bảo vệ để cho bản thân mình, bảo vệ cho cộng đồng. Cái việc đấy là rất tốt trong xã hội, cho nên cần thì mọi người phải uh, chấp hành vẫn biết việc đeo khẩu trang suốt thời gian dài trong ngày sẽ gây khó chịu, song nhiều người vẫn tự giác tuân thủ quy định. Bởi phần lớn người dân đều ý thức được việc tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ hạn chế được nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. đeo khẩu trang như thế này là cũng là một việc rất khó chịu. nhưng do cái điều kiện diễn biến của dịch bệnh, do điều kiện là bảo vệ sức khỏe của mình và cũng là giữ gìn cái điều kiện chung của xã hội cho nên là chúng tôi vẫn phải điều như thế này cả ngày. Trước diễn biến bùng phát dịch Covid-19 trở lại để phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, phần lớn người dân khi tham gia giao thông tại khu vực công cộng tập trung đông người đều có ý thức cao trong việc chấp hành đeo khẩu trang. Việc người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng không chỉ thực hiện tốt chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Thân tỉnh, mà còn góp phần cùng cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.